Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Thầy sẽ hướng dẫn các em môn địa lý lớp 6 bài số 11. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để Thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay, bài 11, thực hành sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt trái đất nhé. Trên lớp vỏ trái đất sẽ có các lục địa và đại dương. Phần lớn các lục địa đều tập trung ở nửa cầu Bắc, còn là các đại dương phân bố chủ yếu ở nửa cầu Nam. Một nhỏ hay quan sát hình 28 và cho biết tỷ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Bắc. Tỷ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Nam. Giờ mình sẽ quan sát cái hình 28 nhé. Đây là hình 28, tỷ lệ diện tích lục địa và đại dương ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam. Đây là đường xích đạo nằm ở giữa. Đây là trên là Bắc Cực, dưới là Nam Cực. Cái phần màu vàng lợt này chính là lục địa. Cái phần màu xanh này chính là đại dương. Mình thấy là nửa cầu Bắc thì phần lục địa chiếm 39,4%, còn phần đại dương chiếm đến 60,6%. Còn ở nửa cầu Nam thì phần lục địa ít hơn nữa, chỉ có 19%, còn đại dương chiếm đến 81%. Đúng không? Giờ sau khi xem hình xong, mình trả lời hai câu hỏi nhé. Câu hỏi thứ nhất, người ta hỏi là tỷ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Bắc. Câu hỏi thứ hai là người ta hỏi về tỷ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Nam nhé. Giờ thầy trả lời nha. Như mình thấy là ở nửa cầu Bắc thì tỷ lệ diện tích lục địa chiếm 39,4%, còn tỷ lệ diện tích đại dương sẽ chiếm 60,6%. Còn ở nửa cầu Nam thì tỷ lệ diện tích lục địa chiếm 19%, còn tỷ lệ diện tích đại dương chiếm đến 81%. Đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Tiếp theo là câu số 2. Quan sát bản đồ tự nhiên thế giới hoặc là quả địa cầu, và bạn dưới đây giờ cho biết đất nổi trên trái đất thì mình thấy gồm có các lục địa, gồm có lục địa Á Âu, diện tích sẽ là 50,7 triệu km², lục địa Phi chiếm đến 29,2, có diện tích sẽ là 29,2 triệu km², lục địa Bắc Mỹ sẽ có diện tích là 20,3 triệu km², còn lục địa Nam Mỹ sẽ có diện tích là 18,1 triệu km². Tiếp theo, lục địa Nam Cực sẽ có diện tích là 13,9 triệu km², còn lục địa Australia sẽ có diện tích là 7,6 triệu km², còn các đảo ven lục địa sẽ có diện tích là 9,2 triệu km². Giờ sau khi xem xong, mình trả lời các câu hỏi nhé. Trên trái đất sẽ có những lục địa nào, lục địa nào có diện tích lớn nhất và lục địa đó nằm ở nửa cầu nào? Tiếp theo là lục địa nào sẽ có diện tích nhỏ nhất và lục địa đó nằm ở nửa cầu nào? Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc? Giờ các lục địa nào sẽ nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam? Giờ thầy sẽ trả lời các câu hỏi nhé. Như vậy, câu hỏi thứ nhất là trên trái đất có những lục địa nào, thì mình trả lời là trên trái đất sẽ có 6 lục địa nhé. Gồm có lục địa Á Âu, lục địa Phi, lục địa Bắc Mỹ, lục địa Nam Mỹ, lục địa Nam Cực và lục địa Australia. Như mình thấy là diện tích của lục địa Á Âu sẽ là có diện tích lớn nhất, đúng không? Như mình trả lời là lục địa Á Âu sẽ có diện tích lớn nhất nằm ở nửa cầu Bắc, còn lục địa Australia sẽ có diện tích nhỏ nhất nằm ở nửa cầu Nam. Giờ tiếp theo mình sẽ trả lời hai câu hỏi tiếp theo là các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc và các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nước cầu Nam. Như vậy là các lục địa mà nằm hoàn toàn ở nước cầu Bắc, mình thấy là có lục địa Nam Mỹ. Các lục địa nằm hoàn toàn ở nước cầu Nam thì mình thấy gồm có lục địa Nam Mỹ, lục địa Nam Cực và lục địa Australia. Còn các lục địa nằm hoàn toàn ở nước cầu Bắc sẽ gồm có lục địa Á Âu và lục địa Bắc Mỹ. Rồi, trả lời xong các câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo là câu số 3. Hãy quan sát hình 29 và cho biết rìa lục địa gồm những bộ phận nào và nêu độ sâu của từng bộ phận. Mình sẽ xem cái hình. Bộ phận rìa lục địa thì mình thấy gồm có thềm lục địa có độ sâu là từ 0 tới 200m, còn sườn lục địa sẽ có độ sâu từ 200 đến 2500m nhé. Đúng không?
Mình sẽ trả lời hai câu hỏi nha. Như vậy là diều lục địa sẽ gồm có khiềm lục địa và sườn lục địa. Khiềm lục địa thì có độ sâu từ 0 tới 200 mét, còn sườn lục địa có độ sâu từ 200 tới 2.500 mét đúng không? Giờ mà xong câu số 3, mình sẽ qua tiếp câu số 4. Dựa vào bảng dưới đây, Hoài cho biết các đại dương trên thế giới diện tích. Mình sẽ xem cái bảng chứ mình trả lời các câu hỏi nhé. Vì mà các đại dương trên thế giới thì mình thấy là gồm có Thái Bình Dương, diện tích là 179,6 triệu km vuông. Đại Tây Dương có diện tích là 93,4 triệu km vuông. Ấn Độ Dương có diện tích là 74,9 triệu km vuông. Và cuối cùng là Bắc Băng Dương sẽ có diện tích là 13,1 triệu km vuông nhé. Giờ sau khi xem bảng, mình sẽ trả lời câu hỏi. Nếu diện tích bề mặt trái đất là 510 triệu km vuông thì diện tích bề mặt của các đại dương sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm? Và tên của bốn đại dương trên thế giới. Câu hỏi tiếp theo là đại dương nào sẽ có diện tích lớn nhất trong bốn đại dương? Câu hỏi cuối cùng sẽ là đại dương nào có diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương? Giờ thầy sẽ trả lời các câu hỏi nhé. Như vậy là người ta nói là nếu diện tích bề mặt trái đất là 510 triệu mét vuông thì diện tích bề mặt của đại dương chiếm bao nhiêu phần trăm? Giờ thầy trả lời nha. Giả sử diện tích bề mặt trái đất là 510 triệu mét vuông thì diện tích bề mặt của đại dương là chiếm 70,8% đúng không? Diện tích của các đại dương sẽ là tổng cộng sẽ là 361 triệu km vuông. Tiếp theo là tên của bốn đại dương trên thế giới thì mình thấy gồm có Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương và Ấn Độ Dương. Như vậy mình trong bốn đại dương thì mình thấy là diện tích đại Thái Bình Dương sẽ có diện tích lớn nhất đúng không? 179,6 triệu mét vuông. Như vậy mình trả lời là đại dương diện tích lớn nhất là Thái Bình Dương, là 179,6 triệu km vuông đúng không nè. Giờ tiếp theo là diện tích đại dương có diện tích nhỏ nhất sẽ là Bắc Băng Dương là bao nhiêu km chiều km vuông? 13,1 đúng không? Là 13,1 triệu km vuông nha. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ tiếp theo là phần bài đọc phim này, mình sẽ đọc phim để mình cho phim hiểu biết thôi nha. Từ những năm 60 của thế kỷ 20, các nhà khoa học đã đưa ra thuyết địa mạng, hay chính xác hơn là địa kiến tạo mạng, để giải thích cấu tạo của lớp vỏ trái đất và các hiện tượng tạo núi, núi lửa và động đất. Nói chung là các hoạt động làm thay đổi bộ mặt của trái đất. Theo thuyết này thì lớp vỏ trái đất không phải là một khối liền kề mà gồm có nhiều mảng to, nhỏ nằm liền nha. Các mảng này nổi trên lớp trung gian và thường xuyên di chuyển khoảng vài cm trong một năm thôi. Nguyên nhân làm cho các mảng di chuyển là hoạt động lên xuống của các dòng vật chất quấn dẻo ở tầng trên của lớp trung gian. Khi các dòng này dâng lên ở chỗ tiếp xúc của hai địa mảng thì chúng tạo ra những dải núi ngập và đẩy hai mảng ra hai bên. Các mảng đáy đại dương bị đẩy khi qua vào các mảng bên cạnh, một mặt chúng lùi xuống phía dưới các mảng đó, phát nhiệt và sinh ra các hiện tượng núi lửa, động đất. Mặt khác chúng dồn ép làm nổi lên những dãy núi ở ven bờ các lục địa nha. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng dễ hiểu, bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, bấm nút đăng ký, bấm xung, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thì chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.